Hi, xin chào các bạn. Ra mắt lần đầu vào năm 2013, Honda City đã rất nhanh chóng chiếm vị trí số 1 của Toyota Vios. Dĩ nhiên là Toyota cũng không để vụt mất vị trí của mình, thế nên là không lâu sau đó họ đã giới thiệu thế hệ Vios mới với thiết kế thay đổi hoàn toàn, hiện đại hơn và sở hữu một không gian rộng nhất phân khúc. Honda dĩ nhiên cũng không chịu kém cạnh, họ đã đáp trả bằng việc tung ra thế hệ City mới, sở hữu không gian bên trong thậm chí còn rộng hơn cả Vios và hộp số CVT có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Tuy nhiên, nỗ lực của Honda vẫn chưa đủ để họ chiếm lại vị trí số 1 từ Toyota. Thế nên là trong tháng 9 vừa qua, Honda đã quyết định tăng lực cho City bằng phiên bản nâng cấp 2016 với một loạt bổ sung những tính năng đáng giá. Và theo ý kiến cá nhân của mình thì Honda City 2016 là một trong những chiếc xe đáng mua nhất trong cái phân khúc xe subcompact hay là phân khúc xe hạng B. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những điều mà mình thích cũng như là chưa thích trên City 2016 để các bạn dễ dàng nắm bắt ưu nhược điểm của mẫu xe này cũng như là có được cái nhìn trực quan hơn. Thì hy vọng các bạn sẽ thích bản mẫu mới. Thì điểm mình thích thứ nhất trên Honda City bản nâng cấp 2016 đó là Honda đã đưa rất nhiều những cái tính năng, những hệ thống nâng cấp cho chiếc xe này, hầu như là khắc phục được những thiếu sót của cái City đời trước. Có thể liệt kê ra đó là hệ thống gương chiếu hậu có thêm tính năng gập điện, trên vô lăng thì có thêm cái cụm nút điều chỉnh âm thanh, hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key tích hợp cái nút mở cốp sau từ xa, nút khởi động động cơ, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA cùng với lại hệ thống ổn định thân xe điện tử VSA. Tính năng mà mình nghĩ là đáng tiền nhất trong cái đợt nâng cấp lần này đó chính là hệ thống khóa thông minh Smart Key và hệ thống ổn định thân xe điện tử VSA. Thì trong phân khúc subcompact hay là phân khúc xe sedan hạng B hiện nay, hai cái hệ thống này vẫn còn là một cái gì đó rất là xa xỉ. Ngay cả chiếc Vios phiên bản cao nhất có giá đắt hơn Honda City bản CVT 45 triệu nhưng mà vẫn không có hệ thống khóa thông minh cũng như là hệ thống ổn định thân xe điện tử. Điểm mình thích thứ hai trên Honda City 2016 đó là Honda đã thể hiện là họ thực sự quan tâm đến khách hàng bằng việc là họ đã mang trang bị ổn định thân xe điện tử VSA lên Honda City 2016 và giúp chiếc xe này đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao theo tiêu chí của Ủy ban An toàn xe hơi Đông Nam Á ASEAN NCAP. Hệ thống ổn định thân xe điện tử là rất cần thiết trên xe hơi hiện nay và nó đóng vai trò theo mình nghĩ là thậm chí là nó còn quan trọng hơn cả túi khí. Bởi vì sao? Các bạn cứ hình dung như thế này, nếu như nói phòng bệnh hơn chữa bệnh thì hệ thống ổn định thân xe điện tử là công cụ giúp chúng ta phòng bệnh, còn túi khí chỉ là cái để mà chúng ta chữa bệnh mà thôi. Bản thân mình đã từng rơi vào trường hợp mất lái 2 lần, thế nên là mình hiểu rất rõ tầm quan trọng của hệ thống ổn định thân xe điện tử. Cả 2 lần mình bị mất lái đều là đang đi ở tốc độ cao và bắt đầu vào cua gấp. Trên những chiếc xe dẫn động cầu trước như là Honda City thì khi mà bị mất lái thì xu hướng của nó là sẽ không bám theo cái đường cua mà mình mong muốn mà nó sẽ đi theo cái đường thẳng, rất là nguy hiểm. Thì đó là một dạng của mất lái gọi là thiếu lái. Với cái điều kiện di chuyển bình thường thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được cái giới hạn của một chiếc xe nằm ở đâu và cũng như là biết cách để mà xử lý cái tình huống mất lái này. Thế nên là hệ thống ổn định thân xe điện tử sinh ra là để giúp chúng ta thoát khỏi cái tình trạng bị mất lái bằng cách nó tự áp dụng cái chân phanh giúp giảm tốc độ chiếc xe xuống mức an toàn khi vào cua. Để cho dễ hiểu thì nếu như chúng ta có cái hệ thống ổn định thân xe điện tử thì chúng ta sẽ không phải bận tâm chiếc xe của mình rơi vào cái tình huống mất lái nguy hiểm. Và nếu như xe của các bạn có cái hệ thống này thì lời khuyên của mình dành cho các bạn là đừng bao giờ tắt nó đi. Nó sẽ giúp cho chúng ta lái xe an toàn hơn. Và các bạn chỉ tắt nó trừ khi là muốn drift hay là muốn đua đường thẳng với lại ai đó. Mình thấy có khá là nhiều người than phiền về việc Honda City chỉ được trang bị hệ thống phanh sau là loại tang trống. Sự thật là những chiếc xe trọng lượng nhẹ như là Honda City thì việc trang bị phanh tang trống cho hai bánh sau hoàn toàn không ảnh hưởng nhiều đến cái hiệu năng phanh của chiếc xe. Bằng chứng là trang xe Bontang của Malaysia họ đã test cho 2 chiếc Toyota Vios với hệ thống phanh là 4 đĩa và Honda City thắng từ tốc độ 80 km/h về 0 km/h. Thì cái quãng đường phanh của Honda City chỉ chênh lệch so với lại cái quãng đường phanh của Toyota Vios là 20-30 cm. Thì cái khoảng chênh lệch này hầu như là không đáng kể. Vì vậy chúng ta cần ngưng ngược đãi Honda City về cái vụ phanh sau bằng tang trống. Thứ ba điểm mình thích đó là Honda City vẫn là chiếc xe có không gian
vô địch trong phân khúc. Đáng chú ý nhất là cái không gian chứa đồ phía sau lên đến 536 lít, và khoảng không để chân cho hàng ghế phía sau có thể khiến cho những chiếc xe ở phân khúc hạng C hay là hạng D phải ganh tị. Và có một điểm đáng mừng là CT 2016 không bị cắt đi cái phần bệ tì tay ở giữa hai hàng ghế trước, một trang bị rất là cần thiết trong những chuyến đi dài. Thứ tư, cảm giác lái trên Honda City rất đậm chất. Đậm chất của Honda, mặc dù sử dụng cái công nghệ trợ lực điện nhưng mà vô lăng này vẫn rất là tự nhiên, cung cấp rất nhiều phản hồi từ mặt đường, thế nên là cảm giác vô cùng rất là thích. Đây. Có thể nói là cảm giác lái của Honda City thậm chí còn nhỉnh hơn cả chiếc Ford Fiesta mình từng thử qua. Và vì thế Honda City là chiếc xe có cảm giác lái tốt nhất trong phân khúc subcompact. Thứ 5, Honda City là dòng xe thấp nhất của Honda ở thị trường Việt Nam, nhưng mà lại là chiếc xe thứ 2 sau Honda Accord được Honda trang bị cho cái nền tảng Earth Dreams tiên tiến nhất của Honda, giúp mang lại cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Thì cái bộ phận trên Honda City được trang bị, được ứng dụng cái nền tảng Earth Dreams này, đó là hộp số biến thiên vô cấp CVT với chế độ sang số thể thao giả lập 7 cấp. Thì trong cái phân khúc mà nhiều xe vẫn còn tận dụng hộp số tự động 4 cấp thì Honda City là chiếc hiếm hoi được trang bị cái tính năng lấy chuyển số sau vô lăng. Thì cái hộp số biến thiên vô cấp CVT ở thế hệ City lần này gây ra rất là nhiều tranh cãi so với lại hộp số tự động 5 cấp ở thế hệ City trước, bởi vì nhiều người cho rằng là hộp số biến thiên vô cấp CVT nó hoạt động quá êm ái và mượt mà, đến mức là không cho được cái cảm giác dính lưng ghế phấn khích khi mà chúng ta đạp lúc sàn. Và họ hoàn toàn có lý. Nhưng mà vấn đề ở Honda là được nhiều người quá kỳ vọng vào việc mang lại cái trải nghiệm thể thao, trong khi Honda City chỉ là một chiếc xe phổ thông mà cái tiêu chí tiết kiệm nhiên liệu phải là cái tiêu chí được đặt trên so với lại cái việc đem lại cảm giác thể thao. Chính vì thế việc Honda trang bị hộp số CVT nền tảng Earth Dreams cho Honda City thế hệ lần này xứng đáng là một ưu điểm hơn là một nhược điểm. Để giảm cảm giác nhàm chán thì Honda đã chu đáo cung cấp chế độ sang số thể thao giả lập 7 cấp. Và công bằng mà nói thì trò giả lập này cũng khá thú vị, bởi vì nó cho phép chúng ta kiểm soát vòng tua máy chiếc xe, nhất là trong trường hợp cần thắng bằng động cơ khi xuống dốc. Ngoài ra thì động cơ 1,5 lít 4 xi lanh thẳng ngàn, công nghệ iVTEC cho công suất tối đa 118 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 145 Nm của Honda City là động cơ mạnh thứ nhì trong phân khúc sau động cơ tăng áp 1 lít của Fiesta. Sức mạnh truyền qua hộp số CVT giúp chiếc xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 10,8 giây. Một kết quả không hề tệ. Thì Honda City còn có những điểm khác mình rất thích, ví dụ như là bộ mâm 16 inch hai màu thể thao cực bảnh, cái bảng đồng hồ với chữ số to lớn rất là thân thiện với lại người lớn tuổi. Đây là một trong những cái ưu điểm trên xe Honda nói chung so với lại xe Ford. Thì trên xe Ford cái bảng đồng hồ của xe Ford cái chữ số nó rất là nhỏ đến mức khó chịu. Honda City cũng được trang bị chế độ chạy tiết kiệm Econ Mode cùng với lại cái phần báo cho chúng ta biết là tình trạng chúng ta chạy có tiết kiệm hay không thông qua cái đèn thay đổi màu trên bảng táp lô. Khi mà chúng ta chạy tiết kiệm thì nó sẽ có màu xanh lá, còn mà nếu mà chúng ta đạp chân ga quá mức đó, thì nó sẽ chuyển sang màu xanh dương. Rất là thú vị. Nhiều khi mình đi ngoài đường mình cũng cố gắng để chạy sao cho tiết kiệm, thì đó cũng giống như là một cái trò chơi nhỏ để mà đỡ nhàm chán khi chúng ta di chuyển trong đô thị. Những điểm mà mình không thích trên Honda City 2016, đầu tiên hơn hết là phải kể đến dàn lạnh của Honda City khá là yếu. Mặc dù là Honda City được trang bị cái cửa gió làm lạnh cho hàng ghế phía sau là một ưu điểm rất là lớn trong phân khúc, nhưng mà cái lốc lạnh của Honda City có vẻ là công suất nhỏ, thế nên là giữa trưa nắng thì cái hiệu quả làm lạnh của nó không được nhanh và cái hơi lạnh ra cũng không sâu, không phát huy được cái công dụng của cửa gió hàng ghế phía sau. Thứ hai, nói đi cũng phải nói lại, thì nhược điểm của hộp số biến thiên vô cấp CVT đó là khi mà chúng ta di chuyển ở tốc độ cao, nó thường duy trì cái vòng tua máy cao hơn so
tự động nhiều cấp thông thường, và đó là nguyên nhân gây ra cái tiếng ồn từ động cơ vọng vào trong khoang xe nhiều. Chỉ cần chạy ở tốc độ 100 km/h trở lên thì có thể cảm nhận là cái tiếng ồn từ động cơ vọng vào trong khoang xe khá là rõ rệt. Bù lại thì Honda City 2016 cái phần cách âm gầm khá là tốt. Không biết là Honda họ có điều chỉnh gì cái phần cách âm gầm trên Honda City 2016 so với lại Honda City 2015 cùng thế hệ hay không. Nhưng mà chiếc xe mà mình đang trải nghiệm đây thì cái cách âm gầm của nó thật sự mà nó thì tốt hơn đáng kể so với lại chiếc Honda City 2015 mà mình được trải nghiệm cách đây đúng một năm. Thứ ba, có một chút thất vọng thì CD cũng giống như hầu hết những chiếc Honda mình từng lái qua, đó là hệ thống âm thanh 4 loa của nó cho chất lượng chỉ ở mức trung bình. Thật sự mà nói thì chất âm của nó cho ra không thật sự chi tiết lắm, mà tiếng bass cũng không mấy ấn tượng. Nếu các bạn là fan của nhạc EDM hay là sơn tùng MTP thì rõ ràng là Honda City không phải là sự lựa chọn dành cho bạn. Các bạn nên thử chiếc Ford Fiesta, tiếng bass hay lắm, chắc lắm. Nhưng bù lại thì City 2016 vẫn có cái tính năng kết nối Bluetooth để mà chúng ta chơi nhạc với các thiết bị di động. Cuối cùng, nếu như các bạn là người quan tâm đến trải nghiệm thoải mái khi mà sử dụng chiếc xe thì các bạn cần cân nhắc là hệ thống treo trên Honda City nó thiên về cảm giác hơi cứng một chút, chỉ là hơi cứng thôi chứ không hẳn là quá cứng. Chứ nó không mềm như là trên Toyota Vios. Thì đây không hẳn là ưu hay là nhược điểm gì, mà chỉ là một cái tiêu chí các bạn cần cân nhắc khi mà chọn mua xe. Công bằng mà nói thì hệ thống treo cũng như là khung gầm trên Honda City nó thật sự là đầm chắc, và nó chỉ xếp sau chiếc Ford Fiesta trong phân khúc về tiêu chí này.